rằng lớp sẽ nhìn thấy hoàn thiện 1 đến 2 lần. Bây giờ mình phân tích. Số 1, các em mở rộng hai chân bằng vai với điều kiện chân trước hay sau. Nhịp số 2, xác định hướng mình làm. Tiếp theo, nhịp số 3, chúng ta nhớ bài tập tổ trợ thì cả lớp sẽ đi từng chân một như thế, làm quen. 1, 2, vùng chân với điều kiện vùng chân thẳng căng. Khi chúng ta làm xong như thế rồi, cố gắng nhịp số 2 làm hoàn thiện hai nhịp đồng một nhanh hơn. 1, 2, nhanh hơn. Đấy, chúng ta phải làm văng chân đã thì chúng ta mới làm được. Nhịp số 3, để làm chúng ta nhớ tập nhún như trên mặt đất, tức là tiếp tục là hai chân nơi đứng trên mặt đất như spin walk. Đấy, hai chân nhớ nhá, tập đập lên hai chân, tập đập lên hai chân. Đấy, xong. Nhịp số 3, cuối cùng hoàn thiện. Chúng ta đẩy lực mạnh lên để làm với điều kiện mở to mắt. Đấy, chúng ta đừng văng lực mạnh quá nhé, đừng văng lực mạnh quá khi chúng ta đang thực hiện. Vì mạnh quá chúng ta hay không dừng được lực ấy, là chúng ta hay nhã. Và cuối cùng lưu ý những lỗi hay sai. Thứ nhất là chúng ta làm, khi làm chúng ta hãy cong chân rất xấu, nó nhìn cong chân nhìn nhá từ cơ bản. Đấy, có thể thấy quen hỏng rồi, nhìn tiếp theo đẳng cấp nhưng vẫn bị cong chân. Đấy là sai, nhớ nhá, tuyệt đối không được cong chân, về mặt nhảy thật rất xấu. Cái số 3, như thầy nói, tuyệt đối không được tiếp xúc bằng quá chân, nhớ nhé, mà tiếp xúc bằng cúng chân. Đấy, chúng ta phải thanh được, chúng ta phải thanh được chân. Cái lớp đi sinh nhật, bây giờ, cái lớp sẽ đứng lên, làm từ cơ bản tới thầy.